Chào mừng quý phụ huynh và các em học sinh đến với kênh YouTube 123 Học Tốt. Hôm nay cô giáo sẽ hướng dẫn cho các con học sinh lớp 3 chúng ta học tập làm văn, bài, nói, viết về bảo vệ môi trường. Tuần 32, sách giáo khoa trang 120. Trong bài ngày hôm nay thì các con sẽ thực hiện hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là kể lại một việc làm tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. Và nhiệm vụ thứ hai là các con sẽ viết một đoạn văn ngắn khoảng từ 7 đến 10 câu kể lại cái việc làm mà các con mới vừa kể ở cái phần 1. Cái việc làm bảo vệ môi trường là cái nhiệm vụ chung của tất cả mọi người. Tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Các con ai ai cũng đã từng làm những việc làm tốt để bảo vệ môi trường, như là trồng cây này, trồng hoa này, rồi chăm sóc bồn hoa, rồi vườn cây của trường, rồi giữ gìn cái vệ sinh chung, đổ rác đúng nơi quy định. Thì đó đều là những việc làm tốt để bảo vệ môi trường. Và nhiệm vụ của các con ngày hôm nay là hãy hồi tưởng lại, nhớ lại những cái việc làm đó, và các con sẽ kể lại cái việc làm tốt đó cho thầy cô và cho các bạn cùng nghe. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con thực hiện nhiệm vụ đầu tiên là kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường. Để kể lại được thì các con sẽ đọc cái phần gợi ý trong sách giáo khoa. Gợi ý: một số việc tốt góp phần bảo vệ môi trường. Ví dụ như là chăm sóc bồn hoa, vườn cây của trường hoặc là của khu phố, làng xã, hoặc là việc làm bảo vệ hàng cây mới trồng trên đường đến trường, hoặc là việc làm giữ gìn cảnh đẹp của hồ nước ở địa phương, hoặc là việc dọn vệ sinh cùng các bạn ở khu phố, làng xã, vân vân. Còn rất là nhiều, ví dụ như là chúng ta ngăn chặn các bạn là hái hoa ở trên sân trường, hoặc chúng ta ngăn chặn các bạn là ăn quà xả rác trên sân trường, thì đó cũng chính là những việc làm tốt để bảo vệ môi trường. Và cách kể thì các con sẽ kể như sau. Các con sẽ kể là xem là cái việc làm của các con làm á, là việc gì. Giới thiệu xem là cái việc làm của các con là việc gì. Thì đó là những cái gợi ý mà các con mới vừa đọc. Đó có thể là việc chăm sóc cây đấy, nhặt rác, rồi là ngăn chặn các bạn là hái hoa, đổ rác không đúng nơi quy định, vân vân. Và cái công việc đó các con làm như thế nào, rồi kết quả sau khi các con làm thì ra sao, rồi sau khi làm xong rồi thì các con có cái suy nghĩ gì, cảm nghĩ gì về cái việc làm đó. Thì đó là cách kể. Sau đây thì cô sẽ hướng dẫn cho các con kể miệng một cái việc làm bảo vệ môi trường. Ví dụ các con có thể kể là cái việc làm là ngăn chặn các bạn xả rác ở trên sân trường như sau. Em đã làm rất là nhiều việc để bảo vệ môi trường, nhưng mà em nhớ nhất là việc làm ngăn chặn các bạn học sinh xả rác trước cổng trường. Hôm ấy thì em đến trường lúc 6:30. Khi tới cổng trường thì em thấy có một số bạn học sinh đang thì ngồi ở ghế đá trước cổng trường để ăn sáng. Bạn thì ăn bánh mì này, bạn thì uống nước, bạn thì ăn xôi. Sau khi ăn xong thì các bạn lại xả ngay rác xuống ngay dưới chân của mình, rồi các bạn trở về lớp. Thấy vậy thì em liền gọi các bạn lại và nói là: các bạn ơi, các bạn ăn rồi thì bỏ rác vào thùng rác, chứ sao lại xả rác trước cổng trường làm xấu cảnh quan của trường như vậy. Các bạn hãy nhặt rác và bỏ vào thùng rác đi. Nghe em nói như vậy thì các bạn có vẻ khó chịu, nhưng mà
Một hồi sau thì lại rủ nhau quay lại nhặt rác bỏ vào thùng rác. Em cũng cùng với các bạn nhặt rác, và em còn rủ các bạn là nhặt hết cái rác và lá cây ở trước cổng trường bỏ vào trong thùng. Sau khi mà chúng em làm xong thì nhìn lại cổng trường rất là sạch sẽ, em cảm thấy vui lắm. Em cùng nói với các bạn là chúng mình cố gắng là không xả rác bừa bãi mà phải bỏ rác vào đúng nơi quy định, và chúng ta phải giữ gìn và bảo vệ cái môi trường cho nó xanh sạch đẹp. Đó là cái bài kể mẫu kể miệng mà cô vừa hướng dẫn cho các con kể. Thì các con có thể lựa chọn cái việc làm bảo vệ môi trường mà các con đã từng làm. Các con có thể là kể về cái việc là ngăn chặn các bạn hái hoa ở công viên, hoặc là ngăn chặn các bạn leo cây, bẻ cành chẳng hạn. Thì đó cũng là cái việc làm tốt bảo vệ môi trường. Thì các con chú ý là khi kể, các con sẽ kể theo một cái trình tự hợp lý này, rồi lời kể của các con tự nhiên. Như thế là các con đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi. Tiếp theo là các con sẽ viết cái đoạn văn khoảng từ 7 đến 10 câu để kể lại cái việc làm tốt để bảo vệ môi trường mà các con vừa kể. Thì vừa rồi các con kể như thế nào thì bây giờ các con hãy sắp xếp câu từ cho nó hợp lý, để các con viết lại cái đoạn văn đó, viết lại cái việc làm đó. Thì các con lưu ý là khi viết thì các con là nhớ là sử dụng dấu câu, dấu phẩy để các con tách ý này, rồi dấu chấm để các con là kết thúc câu. Hoặc là có câu hỏi thì các con sử dụng dấu chấm hỏi, vân vân. Thì các con lưu ý là khi viết bài thì các con sẽ cố gắng là viết bài làm sao để cho nó thể hiện là cái rõ ý, từ ngữ nó rõ ràng, dễ hiểu. Thì sau đây cô sẽ cho các con xem một cái bài mẫu viết về một việc làm để bảo vệ môi trường. Bài làm 1. Các con sẽ thuộc vào một ô để các con trình bày cái bài viết của mình, và các con chú ý là chữ đầu câu để các con viết hoa. Việc làm tốt để bảo vệ môi trường của em là chăm sóc bồn hoa trên sân trường. Trước cửa lớp của em có một bồn hoa rất đẹp. Mấy tuần rồi do nắng kéo dài nên các cây hoa đã bị héo. Em liền rủ thêm các bạn Tuấn, Khang, Nam đi múc nước tưới cho cây. Chúng em còn nhổ cỏ và vun đất vào gốc cho cây. Đến giờ tan trường, khi đi qua bồn hoa, em đã thấy cây lá xanh tươi trở lại. Lá hoa xào xạc, rung rinh trước gió như cảm ơn chúng em đã chăm sóc chúng. Em cảm thấy vui lắm, tự hứa sẽ tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa hàng ngày để trường em thêm xanh sạch đẹp. Đó là một cái bài viết ngắn kể lại một việc làm tốt để bảo vệ môi trường. Các con chú ý là các con khi viết thì các con có thể sử dụng những cái hình ảnh so sánh hoặc là nhân hóa mà các con đã được học ở cái môn luyện từ vở câu đấy, thì các con hãy sử dụng vào để các con viết văn, thì cái bài văn của các con nó sẽ là hay hơn, sinh động hơn và gần gũi hơn. Vừa rồi thì cô đã hướng dẫn cho các con thực hiện là học cái tiết nói và viết về cái việc làm tốt để bảo vệ môi trường. Chúc các con hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập của mình.
các con hãy bấm vào nút đăng ký để tiếp tục cập nhật những cái bài giảng tiếp theo của cô nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các con.